Chiều qua, nhà máy chế biến thịt gia cầm quốc tế Ogari phối hợp với quỹ chung tay vì Việt Nam trao gà giống cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lụt vừa qua tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Đợt này, đoàn đã trao tặng 5.000 con gà giống trị giá trên 65 triệu đồng cho 40 hộ bị thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai vừa qua tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Sau đợt này, tại tỉnh Quảng Trị, đoàn tiếp tục trao tặng gà giống cho các hộ dân ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông là những địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra.